Việt Nam gần như chắc chắn nằm trong top 3 đội bảng B, bởi Mông Cổ khó có thể gây bất ngờ trước Iran. Trên bảng dành cho các đội đứng thứ 3, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh đang xếp thứ 4 với 0 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại trừ 4, chỉ hơn Myanmar ở điểm fair play do nhận 4 thẻ vàng ít hơn đối thủ 1 thẻ. Ở lượt cuối, Việt Nam chắc chắn đi tiếp nếu giành chiến thắng. Trường hợp hòa, đội phải mong chờ Myanmar thua Ấn Độ, còn cũng hòa thì tỷ số tương đương và số thẻ phạt cao hơn. Trong trường hợp thua, Việt Nam phải mong Myanmar thua đậm hơn hoặc thua cùng tỷ số và số thẻ phạt cao hơn. Sự kịch tính được đẩy lên cao khi lượt cuối bảng A, B, F đều cùng bắt đầu lúc 18:30. Đó là lý thuyết. Còn thực tế, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bị đánh giá có cơ hội thấp nhất vượt qua vòng bảng. Khi các đối thủ bảng khác gặp đối thủ vừa sức và có cơ hội cao giành điểm, Việt Nam phải chạm trán đối thủ rất mạnh. Trận hòa 0-0 ở trận ra quân trước Iran, đội sau đó thắng Việt Nam 4-0 phần nào nói lên sức mạnh của Arab Saudi. Nền bóng đá đứng thứ 57 FIFA chưa bao giờ thua Việt Nam xét riêng ở cấp độ đội tuyển quốc gia và U23. Những lần chạm trán Việt Nam gần đây cho thấy Arab Saudi không vượt trội về thể hình nhưng chênh lệch trình độ ở kỹ thuật, tốc độ và khả năng phối hợp tốc độ cao. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Saad Ansari, Arab Saudi là thế lực của châu Á cấp độ U23 khi hai lần vào chung kết châu Á, trong đó có chức vô địch 2022. Trong hành trình ấy, Arab Saudi hạ Việt Nam 2-0 ở tứ kết mà hẳn những fan Tuấn Tài, Quất Văn Khang, Nhâm Mạnh Dũng và đặc biệt là thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thẻ đỏ trực tiếp vẫn còn nhớ như in sự lép vế. Việt Nam, áo đỏ, cần có nhiều đợt phản công chất lượng hơn so với trận thua Iran. Arab Saudi chắc chắn đi tìm chiến thắng để cạnh tranh ngôi đầu với Iran. Nếu nhất bảng B, họ sẽ nằm ở nhánh nhẹ nhàng hơn khi chỉ còn Nhật Bản là rào cản thay vì chung đường với Uzbekistan, đương kim vô địch Hàn Quốc hay chủ nhà Trung Quốc. Khi ấy, Việt Nam cũng không thể trông chờ Myanmar hay các đối thủ khác sải chân, mà phải tự bước đi bằng đấu pháp phù hợp. Thất bại toàn diện trước Iran có lẽ sẽ thách thức sự kiên định trong vận hành lối chơi trước đối thủ mạnh của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Cố gắng kiểm soát bóng có lẽ không còn hợp lý trong bối cảnh Việt Nam cần điểm. Thay vào đó, đội cần phòng ngự số đông chắc chắn hơn và cố gắng tạo nên những đợt phản công có nét, để níu giữ hy vọng có lần thứ tư liên tiếp vượt qua vòng bảng ASEAN.